xuân đến cao sang, thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Bướm ong chập chờn lượn mòn trên cành hoa, đàn chim ríu rít đùa ca, mùa xuân đem vui đời ta. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang, đón xuân tưng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn. Nắng xuan diêu hiền rồi tan hết sau đau, đầu năm hãy chúc mừng nhau hạnh phúc ấm no một nhà. Xuân về đây đầu năm chúc sĩ nông công cường lợi danh trên rừng cao, người chiến sĩ cho chan chiến công mừng xuân đẹp một mùa xuân yên vui. Những đôi nhân tình chờ xuân đến keo sơn, gió xuân tràn hòa làm tươi mát. Jimmy Thái Nhật kính chào quý khán giả của chương trình The Jimmy Show và mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt của Jimmy tuần này. Kính thưa quý vị, nhân dịp chúng ta đón mừng xuân mới Canh Tý 2020, chương trình tuần này mời quý vị cùng với chúng tôi đến thăm những người nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta đang định cư tại miền Nam California để chúc Tết, và những người nghệ sĩ đó sẽ gửi những lời chào đầu năm đến với tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến thăm ngôi nhà nghệ sĩ đầu tiên nhé. Mời quý vị cùng theo Jimmy. Hi, chúc mừng năm mới. Jimmy Thái Nhật kính chào quý khán giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt của Jimmy Show. Kính thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, Jimmy được sự hân hạnh là đến nhà của nữ ca sĩ Loan Châu và đến đây chúc Tết và cùng gửi đến quý vị những lời thăm hỏi và cũng như là những lời chào đầu xuân. Trước hết xin chào chị Loan Châu. Chị Loan Châu, mình chào Jimmy và Loan Châu xin mình chào quý khán giả của Jimmy Show. Dạ, hôm nay rất vui được mời chị đến với chương trình. Dạ vâng. Cô bé này là em gái chị hả? Em gái chào chú Jimmy và khán giả. Chào khán giả. Em tên là gì? Dạ con tên là Bella. À, Bella. Nói chứ đây là con gái của chị Loan Châu. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 11. 11 tuổi rưỡi. Tiếng Việt giỏi quá chị hả? Cũng ok, tại vì ở nhà bắt nói tiếng Việt. Dạ. Mà không nói tiếng Việt là bố mẹ không hiểu. Nhưng mà nói vậy chứ cũng khó lắm em ơi. Dạ. Em thấy là chị cũng hay post những cái video bé đánh đàn. Dạ. Vậy là đã học đàn từ lúc nào? Bé là học đàn từ lúc nào? Bốn tuổi. Dạ. Đã trình diễn là từ lúc bé rồi đó. Dạ. Dạ. Tại vì Châu nghĩ rằng Châu cho con nó busy bận rộn với những cái này thì nó sẽ đỡ phone game. Đúng rồi. Dạ. Chị hồi bé có học đàn không? Có học đàn nhưng mà không tới nơi tới chốn. Vẫn đi hát thôi. Học đàn ngày xưa bị các cô với lại sơ, hồi đó sơ dạy đó, khó quá. Đánh vô mấy cái này nhiều quá, sợ trốn. Dạ. Còn bây giờ mình cũng khó, mình không đánh đít thôi. Dạ. Thường là những ngày Tết đó chị, ở đây thì gia đình mình có những cái chuẩn bị như thế nào? Thì Jimmy thấy, Jimmy nói hú chị là chị ơi, làm chương trình nghệ sĩ đón xuân nha, chị phải đem hoa về liền. Mà thường mỗi năm là chị đều trang trí hoa mai, hoa cúc, rồi hoa lan, tại vì chưa mang hoa lan về chưa kịp. Đúng thôi rồi. Nhưng mà còn hoa đào để cho con nó nhớ, nó biết được Tết là như thế nào. Rồi sau đó thì chị cho con ăn bánh chưng rồi nhà, hay là chị hai của chị hay làm những cái dưa món hay là củ kiệu đó. Rồi sau rồi mấy chị em cousin của nó tới để chơi bầu cua cá cọp. Đánh bài không? Đánh bài gì con? Đánh bài bài không phải xì dách nữa mà bài cào á. Bài cào ba lá. Xong rồi cứ đêm vậy nè. Nhưng cho mà có không khí. Cho có không khí. Dạ. Nhưng mà vui nhất là bầu cua cá cọp ha Bella ha. Tại vì tụi nó la quá chừng la. Nhưng mà như vậy thì các cháu nó mới tề tụ lại được. Đúng rồi chị. Năm nay thì Tết thì quá cận với Giáng sinh chị. Nhanh ha. Quá dạ. Giống như là mình vừa xong Giáng sinh một cái là phải lo để đón Tết rồi. Cho nên khi mà Jimmy gọi chị Loan Châu nói em phải đợi chị dẹp cây thông mới đem cây mai về. Trời ơi, mệt quá chừng luôn. Nhưng mà tại vì nó quá gần. Dạ. Nhưng mà như vậy thì cũng motivation cho mình để mình trang trí Tết, chứ không thôi là cứ lười đó. Đúng rồi chị. Và những tuần tới chị cũng đã bay để hát cho khán giả phải không?
không? Dạ, tại vì đang làm mùa Tết cho nên là quý vị khắp mọi nơi thường có chương trình mà hội chợ Tết á, cho nên mình đến với các quý khán giả của khắp mọi nơi. Dạ vâng. À, trở lại một chút xíu là cái thời gian mà chị mới bước vào văn nghệ đó, thì có những kỷ niệm nào chị khó quên khi mỗi lần mà chị đi hát xa nhà ngay dịp đầu xuân? Trời ơi, nói ra thì hát cũng 20 mấy năm rồi thì thì nhiều cái kỷ niệm lắm, giống như Jimmy vậy. Mỗi lần mà Jimmy đi làm show là mỗi lần kỷ niệm khác nhau, đúng không? Cho nên chị em mình gọi là đam mê đó. Thì kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng mà cái mà nhớ nhất là mỗi lần mà mình đi hát mà xa nhà đó, nhất là những lúc mà bé nó còn bé đó, thì nhớ lắm em à. Nhớ mà cứ gọi về cho con suốt. Sợ mà nhất là mỗi khi mà đến những dịp Tết mà thấy quý vị ở những đồng hương đó, ở khắp mọi nơi đón Tết, thì mỗi nơi có một cái trang trí Tết khác nhau, cái cách mà chào đón Tết khác nhau. Có những nơi rất là vùng xa vùng sâu cưng ơi, mà đến khi người ta đón Tết thì dễ thương lắm mà. Càng đi xa bao nhiêu người thấy cái tình mà đồng hương nó ấm cúng bấy nhiêu. Đúng rồi chị. Nhất là những tiểu bang mà lạnh tuyết như mùa này đó. Và nhất là mùa này, bây giờ thì Tết bây giờ thì nó quá cận với lại Noel. Thì cái thời gian này là thời gian mà tuyết nhiều. Đúng rồi. Mỗi lần mà mình bay đi xa mà những cái tiểu bang mà nó rất là xa mà mình phải đi những máy bay mà trong chóng đi vào đó, sợ vô cùng luôn. Rất là sợ, là tại vì nhiều khi bị bão tuyết đó cưng. Mà các anh chị em nghệ sĩ của tụi chị thì rất là thân với nhau. Mà mấy anh thì giỡn lắm, em biết mà. Giỡn rất là nhiều, mà mỗi lần chị thì chị nhát. Mỗi lần mà máy bay nó hơi, even máy bay mà nó lớn mà nó hơi mà turbulent chút xíu là chị cũng đã sợ, chị hét rồi. Còn gặp như anh Don Hồ đi, mấy anh chị lớn thì gan hơn. Mỗi lần mà như vậy đi máy bay trong chóng như vậy á, mà mỗi lần mà nó bị gió hoặc là tuyết á, nó trao đảo, chị cứ vậy nè, thì mấy anh quay xuống, mấy anh dọc chị biết là chị sợ đó. Dính biệt. Trời ơi, chị sợ muốn chết luôn á, nhưng mà như vậy mà mới có cái cười mà giỡn với nhau trong những ngày Tết. Đúng rồi. À, lúc nãy chị nói là gia đình chị thì rất đông anh chị em con cháu, thì nhà chị là mấy anh chị em? Nhà chị đến 8 người lận. Wow, và chị là Úc? Chị là Úc chót. À, vậy thì ở trong nhà như chị, như mỗi lần Tết chị có nấu bánh chưng hay là có gói bánh tét hay gì? À, không gói, chị mua thôi. Nhưng mà nhà chị thì làm dưa, làm tay heo muối. Món tay heo muối, tại vì Bao là cũng mê tay heo. Rồi nấu giả cày. Tại nhà chị người Bắc. Bố chị rất là thích, mẹ chị hồi đó hay nấu, cho nên các chị của chị cũng bắt chước nấu như thế. Rồi nhà chị làm nem. Làm nem ở nhà ha. Bà là thích mê được ăn nem lắm. Nem chua. Tại vì thường chị không có cho con ăn nhiều, không thích mua ở ngoài. Đến mùa Tết á, thì chị mới làm, tại vì Bao là chờ đến một năm được ăn có một lần thôi. Tại vì đó là thịt raw, thịt sống, cho nên là cứ lâu lâu chị mới làm để biếu Tết. Rồi nhà chị làm giò thủ. Giò thủ thì rất là mất công chị ha, mình phải nhưng mà nhà làm giò thủ mới ngon. Đúng rồi. Mới thơm. Đó, nhà chị hai chị làm. Còn nem thì chị làm. Lúc nãy chị có nhắc về mẹ của mình đó. Thì bây giờ bà như thế nào? Dạ thưa, mẹ chị vừa mất hôm Noel vừa rồi là đúng 8 năm. Cho nên là, nhưng mà gia đình của chị vẫn giữ những cái phong tục của ngày Tết. Những gì mà mẹ chị làm, giống như làm nem, làm giò thủ, để mà tề tụ nhau lại, để cho các con của các chị đều nhớ được ngày xưa bà ngoại làm như thế nào. Chứ không thôi tụi nó là sẽ quên hết em à. Lúc mà em nhớ là khoảng năm 1999 là chị lần đầu cộng tác với Thúy Nga. Rồi. Là kỷ niệm năm nay là cũng 20 năm rồi. Rồi. Lâu quá. Tôi tính theo cái thời gian thì mình sợ quá em à. À, em còn giữ trong đây một cái CD mà mấy chị còn nhớ không? Tình Tôi Mới Lớn. Đây là cuốn đầu tiên. Dạ, lúc đó Tình Tôi Mới Lớn thôi. Bây giờ là dậy thì. Bây giờ là già. Đây là một kỷ niệm mà em giữ. Em nhớ là ngày hồi bé đó coi những cái bài hát trên Thúy Nga. Rất là nhớ chị rồi với chị. Lúc đó Jimmy bao nhiêu tuổi ta? À, 6 tuổi. 6 tuổi mà đã mê rồi. Quý vị có thấy không, nếu là quý vị là khán giả fan của Jimmy, phải công nhận với cháu là Jimmy một em trai rất là trẻ, nhưng mà rất là giỏi. Giỏi quá. Cô Tín Hương là cô của chị, hôm bữa cô nói chuyện với chị, cô nói cháu ơi, con có biết Jimmy là ai không? Jimmy nào cô? Jimmy ở Jimmy Show. Oh yes, con biết. Con cũng sắp làm việc với Jimmy đấy con ơi. Sao thằng bé nó nói chuyện ngoan thế? Sẵn nhắc đến âm nhạc, nhắc đến những bài hát,
Nhưng ngày đầu xuân thì em thấy như bé Bella cũng có chuẩn bị một bài gì đó cho chương trình phải không? Dạ vâng. Bài gì hả con hả? Dạ bài Xuân này con không về. Xuân này con không về, dạ. Ngày xưa em thấy là mỗi lần mà bé đàn đó là chị lúc nào phải đứng kế bên hoặc là phụ giúp rất là nhiều phải không? Dạ. Ồ không, bây giờ cũng vậy nhưng mà đỡ hơn. Bây giờ phụ là gì? Bé là tập đàn chưa? Bé là chuẩn bị chưa? Yeah. Không thôi là cứ biết cũng em vẫn là con nít cho nên là nhiều khi cũng lo chơi lắm. Mà lo chơi như vậy thì lại quên bài. Với lại bây giờ là middle school cho nên là rất là nhiều bài rồi activity ở trong trường rất là nhiều. Nhưng mà không mà không hú bé được. Bên cạnh đàn là còn có cái khiếu MC nữa. Là MC phải không Bella? MC ở trong trường thôi. Trong trường với lại tại vì trường đàn của Bella có chương trình của Dương Cầm nhỏ đó. Cho nên là cứ có cơ hội nào thì chị lại muốn cho con mình nói tiếng Việt. Cho nên là chị viết script. Bắt Bella, lúc Bella làm MC, lúc Bella mới có 4-5 tuổi thôi. Bắt nhớ. Còn bây giờ thì phải đọc teleprompter được rồi. Thì rất là cái cơ hội để cho con nó cố gắng để giữ tiếng Việt em mà. Còn không thôi là chỉ có học tiếng Việt không rồi không có sử dụng á thì các cháu nó quên. Nhưng mà chị cũng rất là may mắn. Có những chương trình như thế. Bé cũng thừa hưởng là MC giống mẹ rồi. Chị bây giờ cũng làm host cho một chương trình trên đài Việt Phi, chương trình về thẩm mỹ. Dạ thì cũng on off vậy đó thì nhưng mà cũng vui. Dạ vâng. Bây giờ mời em đàn một bài cho khán giả nha. Dạ vâng ạ. Thank you.
vị vừa nghe tiếng đàn của bé Bella với bài Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Nhật Ngân. Yeah. Tiếng đàn thật là hay và gợi nhớ cho chúng ta một mùa xuân của những ngày xưa thân ái. Và bây giờ còn vài lời cuối thì trước khi chúng ta kết thúc thì Jimmy thay mặt cho đài FPT tặng chị và bé và gia đình một món quà nhân dịp đầu xuân. Có quà nữa, sướng quá đi Bella, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cái này có kẹo sâm, cũng nhiều đồ trong này của International Home Shopping. Sướng quá. Gửi lời tặng chị. Cho chị gửi lời cảm ơn mọi người nha. Bây giờ còn vài giây phút chúng ta mời chị và cũng như mời bé chúc khán giả Tết nha. Bé là chúc trước đi. Dạ, con kính chúc quý vị một mùa xuân vạn sự như ý, nhiều sức khỏe và hạnh phúc và làm ăn phát tài. Và nhân dịp năm mới thì Loan Châu xin mượn nơi đây để mà gửi đến quý vị một lời chúc đầu xuân, một năm mới thật nhiều sức khỏe, một năm mới vạn sự như ý, một năm mới an khang thịnh vượng. Và chị riêng chúc cho Jimmy, dĩ nhiên là bây giờ là mình đang trẻ mà, yeah, đang thừa thắng thì cứ xông lên. Dạ, năm mới thì càng nhiều thắng lợi nha em. Càng nhiều khán giả yêu thích và những cái show của em càng được mọi người biết tới nhiều hơn, và không những một show mà lên 10 show luôn. Wow. Yêu nghề mà yeah, phải không? Đúng rồi. Dạ, bao nhiêu show cũng được. Đúng rồi, em cảm ơn chị thật là nhiều. Chị cảm ơn Kinh. Em chúc chị cùng với anh Huy và bé một năm mới 2020 thật nhiều sức khỏe, bình an, phát tài và nhiều may mắn. Chị cảm ơn Cưng. Bây giờ thì mình chỉ muốn bình an thôi, phải đúng không? Rồi. Em còn nhỏ mà em cũng đúng rồi nữa hả? Chị nhớ chị lúc chị bằng tuổi em á, chị không nghĩ đến cái chuyện bình an đâu, nhưng mà về sau này càng ngày càng nhỏ dần đó Cưng. Dạ. Cái mình cảm thấy rằng hạnh phúc, bình an và sức khỏe là trên hết. Đúng rồi thưa chị. Dạ. Và hy vọng rằng những lời chúc này cũng là một thông điệp mà chương trình gửi đến cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong phần tới. Happy New Year! Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Cảm ơn quý vị đã vận chuyển màn ảnh của chương trình Jimmy Show đặc biệt mừng xuân 2020. Quý vị đã cùng với chúng tôi đến thăm ngôi nhà của nữ ca sĩ Loan Châu. Thì trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng đến nhà một người nhạc sĩ đã cho chúng ta rất nhiều những ca khúc, những tác phẩm để đời. Đặc biệt là có hai ca khúc nổi bật trong ngày đầu xuân. Xin quý vị cùng với Jimmy đến chúc Tết và cùng tìm hiểu hai ca khúc xuân đó là hai ca khúc xuân gì nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Con chào ông Tú Khanh. Chúc mừng năm mới ông. Kính thưa quý vị, nhân dịp đầu xuân Jimmy đến tư gia của nhạc sĩ Tuấn Khanh để chúc Tết và cùng để tìm hiểu hai ca khúc nói về mùa xuân rất nổi tiếng của ông. Nhạc sĩ Tuấn Khanh thì là một tên tuổi quá lớn và là một trong những người có những tác phẩm được khán thính giả đón nhận ngay từ 60 năm trước ở Sài Gòn trước năm 75. Chẳng hạn như Chiếc Lá Cuối Cùng, rồi hay là như là sau năm 75 chúng ta nghe tới bài Nỗi Niềm, Nhạt Nhòa vân vân. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón sự trở lại của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Con xin chào ông. Chào anh Jimmy. Dạ, hôm nay chương trình rất cảm ơn ông đã dành cho chương trình một cái buổi tâm tình nhân dịp đầu xuân này. Và đặc biệt như lúc nãy con có nói với khán giả đó, thì hai ca khúc nói về mùa xuân của ông được rất nhiều khán thính giả yêu thương, đó là bài Mùa Xuân Đầu Tiên. Thì nhân đây con cũng xin hỏi ông là cái mùa xuân đầu tiên đây ý nghĩa là như thế nào ạ? Tại sao đặt là mùa xuân đầu tiên? Nó cũng giản dị thôi anh. Dạ. Nghĩa là nó là đầu tiên. Ừ. Là vì như thế này. Khi mà làm cái một hôm. Dạ. Thì lúc bây giờ cũng gần Tết. Dạ. Thời gian đó thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đó, yeah, mới đại diện cho mấy hãng băng nhạc. Thế. Yeah. Mới gặp tôi mới hỏi anh Tuấn Khanh, Tết hôm nay có bản xuân nào không anh? Yeah. Bảo, xuân phải không? Thì chắc là có, là vì tôi đã cũng đường nghĩ đến là năm nay
chắc tôi phải làm một bài bài xuân để mà tôi đi về thăm thăm người bạn gái của mình ở Việt Nam. Mà lúc đó ở miền Nam, ở miền Bắc hay là ở đâu ạ? Ở miền Nam. Ở miền Nam. Ở miền Nam. Thế thì lúc bây giờ đó thì tôi mới mới bảo rằng thì là có thế nào rồi thì tôi cũng có, tôi cũng đương thai nghén làm một bài, một cái một bài mùa xuân đầu tiên. Thì cái bài mùa xuân đầu tiên là như thế này, quen với người bạn gái đó thì quen cả năm rồi nhưng mà chưa có về, chưa có về tận nơi mà thăm. Thì bây giờ nhân tiện cái mùa xuân này là cái mùa xuân mà đầu tiên đấy là tôi đi về thăm người bạn. Vậy quê của bạn của bác ở đâu, bác nhớ không? ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Thì đó là cái mùa xuân đầu tiên, là ý là về thăm người bạn của mình. Trong bài mùa xuân đầu tiên thì Thủy cũng thấy có thấp thoáng hình ảnh của người lính trong bài này. Thì nghĩa là cái bài này đó thì nó không phải là chỉ có người lính. Nó đủ thứ. Đúng rồi. Nó nhiều cả những các cái những người cả những các cái đôi bạn hiền, cả những em bé, cả người lính, cả mẹ già. Đấy. Thì trong đó nó cũng như là mẹ già tóc bạc phơ phơ đó. Đúng rồi. Đấy. Thế thì nói đến nhiều đến những các cái chuyện đó lắm. Như là Jimmy đang cầm trên tay một cái cuốn sách mà hầu như là nhạc sĩ Tuấn Khanh còn giữ lại hết những cái tờ nhạc rời trước năm 75 mà nhạc sĩ Tuấn Khanh còn đóng trong một tập. Thì có cái tờ nhạc trước năm 75 đó là bài Mùa Xuân Đầu Tiên này. Đây là một trong những cái tài liệu mà nhạc sĩ Tuấn Khanh còn lưu giữ lại. Thưa bác, bên cạnh bài Mùa Xuân Đầu Tiên thì con còn thấy có một bài, đó là bài Mộng Đêm Xuân. Con xin nhờ bác nói thêm về ca khúc Mộng Đêm Xuân. Bài Mộng Đêm Xuân. Thì cái bài này tôi viết cái thời gian mà nhạc sĩ Vũ Thành còn làm chủ sự phòng văn nghệ của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Khi đó ông cũng là quân nhân. Ông là trung tá. Nhạc sĩ Vũ Thành là trung tá, nhạc trưởng. Đấy, của quân nhạc đó. Đấy, mà về biệt phái về làm chủ sự phòng văn nghệ. Thế thì khi đó đó, bác cũng muốn làm một cái bài mà tất cả nói về xuân. Nhưng mà bác muốn làm một cái bài đặc biệt là về nói về trong đó có hình ảnh một người chiến sĩ của chế độ cũ là Việt Nam Cộng Hòa. Thì thường thường người ta nghĩ đến người chiến sĩ đó thì là chỉ nghĩ đến đánh giặc. Rồi bắn, rồi thì chỉ nghĩ đến những các cái chuyện như thế thôi. Nhưng mà bác nghĩ là
cái người chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó cũng đánh giặc thì vẫn cứ đánh giặc. Đúng ạ. Nhưng mà đến lúc mà có những giây phút như mùa xuân đến, rồi hoa đào nở, rồi hoa mai vàng nở khắp mọi nơi, thì người chiến sĩ cũng vẫn là rất là có những các cái giấc mơ rất là lãng mạn. Lãng mạn. Như những các cái người dân bình thường. Và cũng ước mơ đến bao nhiêu là ước mơ để mà cho đất nước được bình yên, cho được sum vầy, không bị xa gia đình, không xa nhà, không bị chết chóc. Thế thì người chiến sĩ cũng mơ, mơ, và những giấc mơ đó nó cũng biến thành ra như là những bài thơ. Chứ không phải là người chiến sĩ là chỉ lúc nào cũng chỉ là đánh trận rồi bắn súng như thế. Thế thành ra trong cái bài cái nhạc Mộng Đến Xuân đó, thì nó có một cái câu thế này, nó coi là người chiến sĩ mắt sáng ngời, nghe xuân, nghe tin xuân đang về ngàn nơi. Thì cái đó, cái hôm mà cái bài này mà đi kiểm duyệt để mà hát, thì nhạc sĩ Vũ Thành cũng là quân nhân, ông đọc, ông thấy có cái câu đó, ông thích lắm. Ông nói về người chiến sĩ như thế mà oai hùng, mà quắc thước lắm. Mà nghĩa là cũng đến lúc mà mùa xuân tới mà thấy mùa xuân đến khắp mọi nơi các thứ thì rồi không có tiếng súng nữa, thì người chiến sĩ cũng vẫn mơ ước. Trong những giấc mơ ngàn hoa đào thắm, lúc mà là mùa xuân nở đó thì vẫn mơ mộng lắm, và cũng có cái câu hỏi người chiến sĩ rằng trong giấc mơ ngàn hoa đào thắm anh có mơ mộng ước gì không? Thế thành ra cái người chiến sĩ cũng lãng mạn lắm, mà cũng tình cảm lắm, chứ không phải là chỉ có bắn súng đạn cái thứ gì như thế. Xuân tươi vui muôn lòng, xóa hết những nỗi hận, chờ mong người chiến sĩ mắt sáng ngời, nghe tin xuân đang về ngàn nơi. Mừng xuân cạn ly sinh, cầu chúc mừng anh mùa xuân tươi hạnh phúc, trong giấc mơ ngàn hoa đào thắm anh có mơ mộng ưa gì không? Thưa nhạc sĩ Tuấn Khanh, là chắc xin phép cho Jimmy được gọi là bằng bác, đáng lẽ là phải gọi là bằng ông mới đúng, nhưng mà giới văn nghệ của mình thì không tuổi, nhưng thôi gọi bằng bác cho có cái sự thân mật giữa bác và cháu. Hôm nay Jimmy rất là cảm ơn bác đã dành cho chương trình một cái buổi tiếp chuyện
tuy ngắn nhưng cũng tìm hiểu được về hai ca khúc về mùa xuân, đó là Mùa Xuân Đầu Tiên và bài Mộng Đêm Xuân của bác. Thay mặt cho đài truyền hình SCT và chương trình Jimmy Show, xin tặng bác một món quà nhân dịp đầu xuân của International Home Shopping. Trong đây có những kẹo sâm, nhân sâm, những cái linh chi rồi để cho bác dùng và cũng như là gia đình. Chắc như thế này. Dạ. Anh nghĩ rằng thì 2 năm nữa. Dạ. Là bác 90 rồi. Có cái này thì không có gì sợ nhỡ rồi bác lại bỏ cuộc. No. Phải khỏe hơn chứ. Cái này dùng sản phẩm này thì sẽ khỏe hơn. Tại trong đây có nhân sâm, có linh chi. Và con cũng được biết là bác ở nhà cũng có làm những cái hưu na gì đó phải không? Dạ, cao á. Cao ba lộc. Cao ba lộc. Dạ vâng. Xin kính chúc nhạc sĩ Tuấn Khanh trong năm Canh Tý 2020 thật nhiều sức khỏe, bình an và hy vọng là sẽ được đón nhận thêm những tác phẩm mới từ nơi bác. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Tôi cũng hy vọng. Dạ. Là trong cái mùa xuân năm nay. Dạ. Thì thế nào tôi cũng có một cái nhạc phẩm mà tôi thai nghén từ lâu rồi. À. Thì chắc là trong cái mùa xuân năm nay. Dạ. Là tôi sẽ cho ra mắt bà con. Dạ. Bài Gió Đêm. Ồ, tiết lộ luôn. Gió Đêm. Dạ. Thế tôi hy vọng là sẽ được đồng bào sẽ được đón nhận. Dạ. Cái bài Gió Đêm này mà tôi thai nghén cả chục năm rồi. Wow. Mà nó không hiểu, tôi cũng không hiểu tại sao mà đến bây giờ thì mới có thể là tung ra được cái yeah. bài đó. Dạ. Yeah. Jimmy và cũng như khán giả rất là mong chờ ca khúc Gió Đêm đó. Bây giờ nhân dịp đầu năm, bác có vài lời chúc nào đến với khán thính giả khắp bốn phương, những khán giả yêu nhạc Tuấn Khanh không? Tôi gọi là tôi chỉ có nghĩa là trong cái năm mới này thì tôi rất là hy vọng, chưa dám nói 100%. Dạ. Nhưng mà cũng phải 80-90%. Dạ. Là tôi sẽ hoàn thành cái bản nhạc Gió Đêm. Dạ vâng. Mà trong gần 10 năm nay bây giờ tôi mới sẽ ra trong cái mùa xuân này. Dạ vâng. Thì tôi sẽ chỉnh làng cái bản nhạc đó. Dạ vâng. Thì đó là một cái món quà của tôi. Ừ. Năm nay cũng còn 2 năm nữa thì cũng là 90. 90 rồi. Thì cũng sẽ góp mặt với lại bà con, dạ. quần chúng, bạn bè. Dạ. Là cái bài, một bài nhạc mới. Dạ. Khi mà mình còn nó lớn tuổi lắm rồi. Và cũng trời cũng thương, Phật cũng độ, cho nên rằng mình hãy còn sáng tác được. Dạ vâng. Còn về lời chúc thì bác có muốn chúc cho mọi người như thế nào không? Xin chúc cho tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN là gặp là một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Và cái mà hạnh phúc nhất là cái sức khỏe của quý vị lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn và mọi chuyện cứ đẹp như là mơ mà lại thành là hiện thực. Cảm ơn bác thật là nhiều. Như những lời chúc này thì con cũng hy vọng là bác và cùng với gia đình trong năm mới cũng sẽ nhiều sức khỏe, hạnh phúc và những điều ước mơ cũng sẽ thành sự thật luôn. Xin cảm ơn bác và chúng ta sẽ gặp lại nhạc sĩ Tuấn Khanh trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Jimmy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhân ngày đầu năm, Jimmy có dịp mời nữ nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh lên chương trình Jimmy Show để cùng chúc Tết với quý vị và cũng chia sẻ thêm về những chuyện vui buồn trong ngày xuân. Con xin chào cô Ngọc Đăng Thanh. Dạ, chào Jimmy. Dạ, Ngọc Đăng Thanh xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Jimmy Show. Cô ơi, khán giả thương cô rất là nhiều, đặc biệt là các fan của cô đó, các bé bên Việt Nam có nhờ Jimmy nói là các bạn đó rất là mến mộ cô và mong cô trở lại chương trình này rất là nhiều lần, nhưng nay hai cô cháu mới có duyên gặp lại nhau. Dạ, cảm ơn Jimmy cũng như quý khán giả gần xa đã thương mến Ngọc Đăng Thanh suốt trong thời gian qua. Dạ. Và vẫn thường xuyên theo dõi, mặc dù đã có một thời gian Ngọc Đăng Thanh đã gián đoạn. Và nhân dịp đầu năm thì Ngọc Đăng Thanh cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị được an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường, sở cầu như ý. Đặc biệt là hôm nay cô Ngọc Đăng Thanh mặc chiếc áo dài cũng rất là đẹp, rất là xuân. Thưa cô, nhắc đến những kỷ niệm ngày xuân đó, thì con được biết là năm nay 2020 này thì cũng là 30 năm cô xa quê. Dạ đúng rồi. Cô đúng ra đó thì xa quê đó là 32 năm. 32 tại năm. Vì đi vượt biên vào năm 88. Yeah. Nhưng mà mãi cho tới 2 năm sau, cho tới năm 90 thì cô mới là đặt chân tới nước Mỹ. Dạ vâng. Đón 30 cái Tết tha hương vậy thì những điều gì cô nhớ nhất khi mà cô nghĩ về quê nhà? Nhớ về quê nhà thì lúc còn nhỏ đó thì nhớ là khoảng cái chừng mười mấy hai mươi đó là gia đình ba má cô đã đem những cái lư hương xuống rồi bắt đầu lấy đồ đánh ra rồi lau chùi. Ba của cô thì đánh một cái lớp dơ trước, còn cô là cái người cầm khăn để mà lau cho nó bóng bóng loáng lên. Đó là lúc đó còn nhỏ. Còn lớn lên nữa thì đi công tác, nó đi công tác các nơi, rồi còn sau đó là đi hát. Và nhớ nhất là lúc sau mà đi hát nhiều á thì ăn Tết trước. Mình ăn Tết vào ngày 23, 24 là ăn bánh tét, bánh chưng trước người ta rồi. Là dịp Tết á, là không có ăn được. Ăn rồi cái nóng quá, cái nó tắt tiếng hát không được. Rồi phần... thành ra phải ăn trước đi, ăn trước hết tất cả mọi người. Rồi sau đó qua cái mùng á, mình bắt đầu mình mới là ăn bánh tét, bánh chưng. Thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ. Nhắc đến cô đi công tác là cô công tác như thế nào cô? Công tác có nghĩa là những cái tiền đồn đó. Chứ không phải là công tác ở quanh cái khu vực của mình. Mà là thường thường là đi công tác cũng như là ở đâu cần. Tại vì cô lúc đầu là của biệt động quân. Sau đó đó thì đi qua bên qua tình thương tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị. Thì mỗi lần mà có lệnh đi công tác là tất cả anh chị em rồi từ nhóm đó mà từ rút rồi chia ra, rút này thì đi chỗ này, rút kia đi chỗ kia. Thì thật sự đó là Jimmy cũng biết trong cái thời gian đó đó thì ở Sài Gòn của mình sống rất là an bình, hạnh phúc. Nhưng mà phải có những người lính ở ngoài tiền đồn, họ canh gác. Thành ra mới có được cái giữ sự yên bình cho ở Sài Gòn. Đó. Năm Mậu Thân, năm 68 thì lúc đó cô có ra tiền đồn hát hay là đi đâu nghe dịp đó không? 68 là năm Mậu Thân. Dạ. Năm Mậu Thân đó là sau cái Mậu Thân là cô mới bắt đầu gia nhập vô biệt động quân. Là vì sau cái Tết đó rồi cô mới nhìn thấy những cái đó, rồi những cái hình ảnh mà trên tivi đó cứ chiếu những cái cảnh người ta bị chôn sống, bị giết này cái nọ ở ngoài Huế đó. Thành ra cô lại xin ba má cô cho cô gia nhập với lại biệt động quân. Nhắc đến những đoàn mà cô công tác ngày xưa thì con được biết là cô cũng có công tác chung với nhạc sĩ Lam Phương. Dạ đúng rồi, anh Lam Phương, chị Thúy Hồng, nhiều lắm, anh Thanh Tú, anh Thanh Sang, tất cả những phải nói rằng những cái những người nghệ sĩ mà tên tuổi về kịch, về tân nhạc cũng như về bên cải lương đều quy tụ hết vào bên tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị. Là qua tình thương với không dạ. cô? Dạ. Như lúc đầu cô có chia sẻ là cũng có một thời gian gần đây cô gián đoạn, cô không đọc tin hoặc là lên tivi. Thì vì sao mà cô gián đoạn trong thời gian đó? Thời gian đó thì Jimmy cũng như tất cả mọi người đều biết là cô bị bệnh. Và bây giờ thấm thoát cũng đã gần 3 năm mà nhanh quá hả? Đúng rồi. Năm vào Noel của năm 2017. Thì cái đó là một cái, cũng phải nói rằng cái một tai nạn rất lớn trong cuộc đời mà cô cũng may mắn đã vượt qua được. Đó, một cái
cái nghiệp rất là nặng. Cũng nhờ sự thương yêu của tất cả mọi người đó hết lòng cầu nguyện. Dạ. Và cô mới vượt thoát được. Dạ. Và để trở lại với khán giả. Dạ. Nhất là hôm nay là ngồi đây với lại Jimmy. Dạ đúng rồi. Và cũng từ cái lần bệnh đó mà cô cũng đã đến gieo duyên với Phật phải không cô? Dạ không. Thật sự thì cô là cái người Phật tử thuần thành. Tại vì cô từ nhỏ đã theo Phật rồi. Đã theo các thầy của bên Nguyên Thủy. Đó, thành ra là thầy Thích Hộ Giác. Rồi tới chừng lớn lên thì trong cái môi trường sinh hoạt văn nghệ, làm nghệ thuật, thì mình sống ở trong môi trường nào thì mình lại lặn hụp ở trong môi trường đó. Thì nhưng mà cái chất Phật Pháp nó vẫn còn ở trong con người của mình. Mặc dầu lúc đó là cô cũng đôi khi vì công việc quá bận rộn với nghệ thuật. Đó, nhưng mà cô vẫn giữ được một cái tâm, đó là mình chỉ làm tròn bổn phận của mình, chứ đừng có ganh ghét, đừng có hại bạn, đừng có ai, để mà bước lên một cái bước tiến như vậy là không có tốt. Đó, thì sau này đó thì trong cái đợt rồi vào năm, vào đúng rồi, hồi năm 2019 vào tháng ngay ngày sinh nhật của cô. Thì có sư Giác Đẳng ở bên Houston nó tổ chức cái chuyến đi để mà chiêm bái Phật tích ở bên Ấn Độ và Miến Điện. Thì có anh chị Minh Đăng là cái người cũng là cùng một thầy với lại chị là bên thầy Hộ Giác, thì anh chị đã trợ duyên, đã trợ duyên để giúp cho chị, cho cô được có một cái chuyến đi đi qua bên Ấn Độ. Thì lúc đó là cô đi thì tại vì cô xin gieo duyên. Chứ còn nếu mình thường thường có những người dân thường khi người ta đi thì người ta vẫn là chiêm ngưỡng, chiêm bái thì không sao hết, nhưng mà tại vì cô xin tu gieo duyên là điều mà ước muốn từ nhỏ tới lớn, nhưng mà không hiểu sao không có duyên để đến được. Mà kỳ này thì được, thành ra cô rất là hoan hỷ. Và cô đã xuống tóc ở bên đó. Hình như là con có thấy hình ảnh cô xuống tóc ở bên Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng. Hình như lần cô mà xuống tóc cũng có một cái sự trùng hợp rất lớn trong gia đình cô. Cô khi cô thật sự cái chuyến đi chiêm bái Phật tích kỳ này đó là cô, ba của cô lớn rồi. Ba của cô là 97, mẹ cô 96. Nhưng mà rất là khỏe mạnh, rất khỏe mạnh, sáng suốt lắm. Thì cô lúc nào cũng cầu nguyện cho ông bà sống thì an lành, nhưng mà khi mất đừng có bị hành xác. Tất cả những việc làm của cô đều hồi hướng hết cho ông bà. Thì trong cái chuyến đi này thì cô nguyện như thế. Thì cô không có muốn nói rằng cái lời nguyện của cô được linh ứng, tại vì nếu nói như vậy thì mình có vẻ mê tín dị đoan. Nhưng mà trong cái lúc mà còn cái giờ phút cuối cùng ở tại sông Hằng, thì cô ra sông Hằng để mà cô cầu nguyện cho ba má của cô. Thì lúc đó là bị không có mở điện thoại, thành ra ở nhà báo tin là ba cô mất. Thì lúc đó cô cũng vừa thả đèn xuống ở dưới sông Hằng. Là tới chừng khi mà cô trở lên á, đi về lấy vali để mà đi ra phi trường, đi qua Miến Điện, thì lại biết rằng ở nhà cô mới gọi điện thoại đó, thấy gọi nhiều quá. Thì mới cho hay rằng ba cô đi. Thì cô mới hỏi đi lúc nào, thì nói đi vào cái giờ đó. Thì cô mới tính ra là ngay cái giờ cô đang thả đèn ở trên sông Hằng để cầu nguyện cho ông bà. Thì cô phải nói rằng Phật Pháp vi diệu. Nhưng mà không có phải là vì những lời mình cầu nguyện mà được. Mà lý do là tại vì đó, mình cứ cho đó là một sự trùng hợp. Nhưng ít nhất là ba của cô rất là thoải mái, ăn uống, ăn cơm xong xuôi, ngủ một giấc, sáng mới đi. Không bị hành xác, không bị gì hết. Rất là lành. Đó, rất là lành. Đó là điều mà cô cầu mong và được. Bây giờ nhìn lại thì cô nhớ những kỷ niệm nào với ba cô? Thì lúc từ cô bé, cô từ con bé ha. Bé thì kỷ niệm với ba thì nhiều lắm, nhưng mà kỷ niệm nhớ nhất ở trong cuộc đời là tại vì từ nhỏ tới lớn thì Ngọc Đăng Thanh bị ba của Thanh đánh có một lần một thôi. Và thành ra nhớ hoài, đó là lúc đó mới vừa đi học hát và được lên đài để mà hát trong chương trình của Bác Hai Thành Công, là Ban Thành Công. Hát ở đài quân đội rồi đó. Thì tới chừng lên hát thì nghĩ rằng mình được đi hát đài, 13, 14 tuổi mà. Được đi ca thâu đài là tưởng ngon hơn tất cả bạn đồng trang lứa. Rồi cái tới chừng ba của cô có người bạn là họ ăn
cũng như mừng tân gia. Yeah. Thì ba cô là đơn ca tài tử, thấy vậy cứ nói nghe nói anh có đứa con gái cũng hát đài, thôi giờ anh dẫn nó đi. Yeah. Cái ba cô hứa. Nhưng mà lúc đó là tự nhiên cái tuổi không biết rồi, cái tuổi 13, 14 nó chướng lắm. Cái ba cô mới kêu đi, cái cô nói chứ không đi. Wow. Ban đầu buổi sáng nó đi, tới chừng chiều, 5 giờ chiều kêu đi, cái nó không đi. Ba cô nói giờ con làm vậy là ba thất tính với người ta. Yeah. Ba mất uy tín không có được, bắt cô phải đi. Yeah. Nói quá cái cô vô cô thay bộ đồ ngủ. Thay bộ đồ ngủ đi. Cái ba cô nói mấy cái đầm đâu, tại sao con mặc mà mặc bộ đồ ngủ, nó không, con mặc này con đi. Nghĩa là nó chướng. Thì đó là ba cô đánh cô. Yeah. Lấy rồi may là gì, ổng nóng quá, ổng lúc đó cũng còn trẻ lắm. Yeah. Ổng nóng là làm cho ổng phải bể mặt đó. Yeah. Ổng đánh xong xuôi rồi, vẫn phải thay đồ đi. Và khi mà đi ra khỏi nhà đó thì mặc áo đầm. Yeah. Thì cái chân á, cái vết roi nó, wow, nó đầy hết trơn mà má cô thấy mà xót xa, nhưng mà tại vì đánh đúng quá. Yeah. Tới chừng đi, đi cũng vô trỏng nít mà, lát chơi vui rồi cũng hát hò nè, có quên hết trơn. À. Tối về ngủ, thì cái đêm đó đó, ngủ, đang nằm, mình nhớ mình ngủ rồi, cái tự nhiên mình thấy có ai đó lấy cái dầu phong ở Việt Nam đó quý vị. Và thời xưa lấy dầu phong sức vô chân, sức vô tay, sức này nọ. Thì nghe ba của Thanh ôm Thanh thủ thỉ bên tai, nói tánh của ba nóng lắm, mai mốt ba nói gì con nghe, chứ con đừng có bao giờ mà cãi lời ba nữa. Ba nóng ba đánh con đau một vậy chứ ba đau mười. Ông khóc dữ lắm. Đó là lần đầu tiên trong đời bị ba của Ngọc Tân Thanh đánh, và cũng lần cuối cùng. Và tại vì ba Thanh rất, ba cô rất là thương yêu cô. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn cô với những chia sẻ này, và chúng ta sẽ gặp lại nữ nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh trong phần tới. Xin kính chào quý vị. Jimmy, cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh. Thưa cô, phần trước nghe cô chia sẻ về kỷ niệm với ba cô, lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị ông đánh lúc bé và cũng là lần cuối cùng. Còn với mẹ cô thì cô có những kỷ niệm gì? Với mẹ thì thật sự là quý vị biết là Ngọc Đan Thanh không biết làm sao. Ừ. Một hồi nhỏ thương ba lắm. À. Cái gì cũng ba hết. Ừ. Dạ. Mà mỗi lần mà chứng chướng lên, má của Ngọc Đan Thanh nói không được á, thì lại cứ nói với ba. Ừ. Là ba lại rù rì là nghe. Yeah. Là làm theo đó. Nhưng mà tới cái ngày mà dẫn cái thằng con đi vượt biên đó, thì lúc mà lên đến 9 ngày ở trên biển cả, thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái tình của người mẹ. Yeah. Thành ra khi mà lên đến hoài mà giờ không biết đâu là bờ bến, không biết như thế nào, thành ra thôi điều này chắc chết rồi đó. Tới chừng 5 ngày rồi, rồi cái mới nói với thằng con, nó nói con nhớ nha, nếu mà mẹ mệt, mẹ đuối á, thì cái đầu tiên á, có xẻ á, thì xẻ cái miếng thịt ở đùi á, tại vì ở đùi nó mới là thịt nhiều, thì con có thể con mới sống gánh gượt được tới mấy ngày. Yeah. Chứ còn đừng có lấy những cái chỗ khác nó da không à, có chỗ đùi nó mới là đó. Thành ra dặn thằng con hoài, tới giờ lâu lâu hai mẹ con ngồi với nhau cũng hay nói đến cái chuyện đó. Yeah. Và đó thành ra mới là cảm nhận được cái tình của người mẹ. Yeah. Thành ra lúc mà lên trên đảo, cái bức thơ đầu tiên yeah. của cô Thanh gửi về quê nhà đó là con xin lỗi má. Và gửi cho ba má, nhưng mà trong đó là con xin lỗi má. Những cái năm tháng qua, nguyên cái cuộc đời bị cô đi, lúc đó là cô 37 tuổi. Yeah. Cô vượt biên năm, năm 37. Yeah. Đó thì là con đã làm buồn ba má rất nhiều. Nhưng con hứa từ đây, lúc ở trên lên đên thì con cũng đã nói rằng những cái hư xấu của con đã quăng hết xuống biển, và con sẽ làm một con người mới. Ừ. Con sẽ làm hết tất cả những cái gì tốt đẹp thành một con người mới để trả ơn ba má. Đó, thì viết cái thơ để mà xin lỗi má là những năm tháng qua con không có chăm sóc cho má kỹ lưỡng. Cứ nghĩ rằng mình đi làm tiện như thì ba má giữ, như vậy là tốt. Sự thật không phải. Tại vì bây giờ mình làm mẹ rồi, những lúc mà con cái của mình nó có những cái cử chỉ trìu mến, cặp mắt của nó, hay là nó chỉ cần đưa cho mình miếng đồ ăn là gì đó, mình cảm thấy mình vui như thế nào. Yeah. Thì cha mẹ mình cũng như thế ấy. Yeah. Chính vì vậy mà mỗi lần một chương trình
của lễ mẹ hay là lễ cha, hay là mùa Du Lan báo hiếu, thì Ngọc Đông Thanh cũng hay nói với tất cả những người bạn của mình, cũng như nói với những khán giả trong những cái chương trình đó, là nếu mà chúng ta đang có mẹ ngồi kế bên thì hãy quay qua và nói con cảm ơn mẹ và con thương yêu ba mẹ nhiều lắm. Vì đó nó hơn cả tiền bạc món quà gì mà chúng ta đem đến. Khi mà những cái cử chỉ âu yếm ân cần đó, nó hạnh phúc vô cùng. Tại vì càng ngày càng lớn thì Ngọc Long Thanh mới thấy được cái tình thương yêu mà mình khao khát ở một đứa con nó cho mình là như thế, thì ba má mình cũng như vậy. Và con được biết là hình như ông bà có một mình cô phải không cô? Có như... cô còn một ông anh nữa. Ông anh thì ở bên Đức. Thì ông anh thì với bà chị dâu thì nói chung là gia đình cô có hai đứa con. Nhưng mà may mắn là ông anh cũng rất là có hiếu, và nhất là chị dâu. Chị dâu cũng rất là có hiếu đối với lại ba má của cô. Còn cô hiện tại thì có hai thằng con trai. Nhưng mà cô phải nói rằng rất may mắn là vì cô có được một con dâu rất là tốt. Quá tốt. Mà bạn bè ai đến cũng đều nói rằng cô quá may mắn khi có được cô con dâu như thế. Và đặc biệt là thấy chị nấu bánh bông lan, làm bánh bông lan rất là ngon. Làm đủ thứ hết. Thấy biết là cô thích cái gì đó thì làm cái đó. Mà lo lắng lắm. Lúc mà thời gian cô bệnh thì cô dâu đó là, con dâu đó là nó thức suốt đêm. Tại vì cứ 2 tiếng đồng hồ là phải thức. Để mà đưa thuốc cho cô uống. Đó, suốt cái thời gian bệnh là ngồi, nó thức suốt đêm với cô. Mà cả tháng trời như vậy. Rất là tội nghiệp. Thì đôi khi không phải mình là cha mẹ, rồi đó là con ruột hay là con dâu hay là con rể đi nữa. Thì không phải là con rồi mình là cha mẹ rồi bộ làm cha mẹ hay sao. Tức là muốn làm gì được nấy. Nhưng mà không phải. Ngoài cái nó là một đứa con của mình thì đó là còn là một người ân nữa. Nếu mình cũng nghĩ đó là một người ân của mình thì cái cách đối xử của mình nó sẽ khác hơn. Nó mình quý trọng, mình kính mến hơn. Chứ hơn ngoài cái tình thương của người mẹ dành cho con, nó còn có một cái ân nghĩa trong đó. Con thấy bây giờ gia đình cô cũng rất là vui và hạnh phúc, có các cháu nội của cô nữa phải không? Hai đứa cháu nội, đứa gái, đứa trai đầy đủ. Bây giờ thì là đúng là lúc để mà an hưởng tuổi già. Không có nên bon chen hả? Mà đôi khi thì cô lúc sau này cô cũng ít có hoạt động nhiều. Là vì cô muốn dành nhiều thời giờ cho gia đình, cho con cái và cho bản thân của cô. Thật sự đó thì cái chuyện tu hành đó thì các sư cũng có nói là thời trẻ đó là khi đến đó là để học. Thời trung trung á là vừa học vừa hành. Nhưng mà tới cái tuổi của cô là chỉ có hành thôi, học lâu vô lắm. Đó. Mà giáo lý nhà Phật thì rất là rộng rãi bao la. Nhưng mà tiếc rằng tới giờ phút này, ngày xưa đó cô học kịch 60-70 trang. Học chút xíu là thuộc liền. Nhưng mà không hiểu tại sao với kinh sách mà cô không có thuộc thì cô buồn lắm. Cô nói không hiểu là tại vì mình già rồi mình như vậy. Thì xưa nó không phải, tại vì cái môi trường, cái môi trường của cô là cô đã lớn lên từ trong cái nôi của văn nghệ. Cô làm cái đó, cô đóng kịch, cô đã sống ở trong đó, lăn lộn nó cả mấy chục năm. Thành ra nó như là máu của mình rồi. Rồi bây giờ là một cái nó lạ tới. Tại vì một khoảng thời gian cô bỏ quá lâu về vấn đề Phật Pháp. Thành ra bây giờ cô ráng cô chạy nước rút, mong muốn làm sao mà tại vì không phải giờ này Phật mình học để làm cái gì, nhưng mà ít ra là mình nhắc nhở cho cái tâm của mình càng ngày càng yên tĩnh và càng phải lắng động nhiều hơn nữa. Chứ còn sống lặn lội bon chen nhiều quá thì rồi cũng xong. Đó, mà đối với cô thì bây giờ thật sự cô rất là mãn nguyện. Tất cả những cái gì đó cô có được hơn nhiều người lắm. Chính vì vậy mà cô hay, tại sao mà những cái chỗ vui thích rồi đó ít có mặt cô. Mà cô thích vô những cái chỗ những người bệnh hoạn, người cùi, những em bé bất hạnh. Tại vì chính những nơi đó mới nhắc nhở cho mình nhiều hơn nữa. Là mình sống trong cuộc đời, mình sanh ra được một cái hình tướng đầy đủ đẹp đẽ, được cái tiếng nói tốt đẹp, thì mình đã được may mắn rồi. Thì bây giờ mình phải san sẻ những cái niềm vui đó đến cho những người bất hạnh.
chứ đừng có bỏ quên họ. Cũng là một kiếp người mà tại sao họ sanh ra họ bị như vậy, thì mình phải thương họ nhiều hơn nữa. Cô muốn đi để nhắc nhở rằng đừng có quên, tại vì mấy chục năm rồi cô ngụp lặng trong cái dòng xoáy của trong cái nghệ thuật. Cũng may mắn là mình chưa làm điều gì ác đó, nhưng mà rồi đôi khi mình làm ác mình cũng không biết nữa quý vị. Thí dụ một cái câu nói vô tình của mình đó, mình nói một câu vô tình nhưng mà đối với mình không có gì, nhưng mà đôi khi một người nào đó họ nghe họ cảm thấy họ bị tổn thương thì mình cũng phải xin lỗi nếu mà mình nghĩ ra điều đó. Cho nên cuộc đời này mình phải nói rằng mình lỗi nhiều lắm, và mình phạm nhiều cái lỗi lắm. Cái thiện thì nó tuốt ở dưới này nè, mà cái ác thì nó nặng, nó trình trịch, thành ra hai bên không có cân bằng nhau. Đó, thành ra bây giờ mình ráng làm sao cho hai cái nó bằng nhau được đó là đã quá tốt rồi. Con cảm ơn cô Thanh thật nhiều đã chia sẻ những điều này. Đó cũng là một điều mà thế hệ trẻ như con cũng cần và cũng hướng lòng mình đến với đạo Phật, đạo Chúa. Nói chung là tất cả các đạo đều hướng con người ta đến điều lành hết. Nhân dịp những ngày đầu năm thì con xin thay mặt cho đài FPT tặng cô một món quà đầu xuân. Gì vậy? International Home Shopping, trong đây có kẹo sâm, có nhân sâm. Wow. Trời ơi, vậy là khỏe rồi, lên chương trình dài dài phải không? Dạ đúng. Quý vị hôm nay lên mà được quà thiệt là bất ngờ quá quý vị ơi. Chia sẻ cái vui với Ngọc Lan Thanh nha. Và đầu năm được kính chúc cho quý vị thiệt là nhiều sức khỏe. Rồi tất cả mọi việc đều hanh thông, vạn sự cát tường. Con chúc cô nhiều sức khỏe, bình an, và gia đình của cô lúc nào cũng vui bên nhau. Và năm mới 2020 cũng sẽ đón thêm nhiều những may mắn và bình an mới. Còn cô thì cô chúc cho Jimmy trong một năm mới Canh Tí này thì tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Jimmy. Những cái ước mơ của Jimmy sẽ được thành tựu trong năm nay. Cái bước đường của Jimmy nó phải thẳng, phải cao, bay xa hơn nữa. Và càng ngày càng được nhiều fan thương mến ủng hộ. Con cảm ơn cô nhiều. Và cùng với lời chào vừa rồi xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.